Em ghi xong chưa? Dạ Ghi chưa. xong. Rồi, xong rồi. Tiếp tục. Dạ chưa. Bây giờ ở đây cái câu hỏi gắn liền với cái chỗ mình nè. À. Nơi em và gia đình đang cư trú thuộc kiểu quần cư nào? Hoạt động kinh tế chủ yếu là gì? Em nào? Thầy ơi em chưa ghi xong. Em chưa Chưa ghi ghi hả? xong. Em cũng chưa ghi xong. Nói ghi đợi đi. Còn thầy ơi, mấy em chụp màn hình lại thầy ơi. Rồi rồi, chụp màn hình rồi, tiếp tục. Nơi em và gia đình em cư trú thuộc kiểu quần cư nào? Hoạt động kinh tế dưới là gì? Em nào? Em không biết nhà nơi em cư trú là thuộc quần cư nào nữa hả? Rồi em Nhi. Thầy, theo em là thuộc kiểu quần cư nông thôn ạ. Là Em chủ yếu làm gì? do hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Làm ruộng hả? Dạ theo em là vậy. Nhà em kìa, làm gì? Dạ ba em làm giáo viên, mẹ em làm nhân viên. Ba em làm giáo viên, mẹ em làm nhân viên. Mà nhà có làm ruộng không? Mà chủ yếu nông nghiệp, nhớ làm việc rồi. Dạ tại vì gần nhà em có cánh đồng. Rồi rồi, đi cũng đúng. Rồi tiếp tục. Tỷ lệ cái bảng này, em xem cái bảng nha. Tỷ lệ dân nông thôn và thành thị tính bằng phần trăm đó. Em xem từ trái qua phải, em xem cái hàng nông thôn thành thị thôi, còn thế giới là 100% thì khỏi xem. Thì em coi như là từ năm 1900 đến 1980, 1990 và năm 2000 thì mấy em coi coi là cái câu hỏi nè, kiểu quần cư nào đang thu hút dân cư đến sinh sống và làm việc? Trong nông thôn và thành thị cái nào đang thu hút theo cái thời gian đó mấy em? Chí Hào Dạ thưa thầy là hành thị. đúng, thành thị. À, năm 1900 nó chỉ có 13% à, rồi tới năm 1980 nó tăng lên là 39,6, rồi đến năm 90 á, 1990 nó tăng lên là 43,0, và năm 2000 là nó 45%. Thì bây giờ năm 2021 rồi, có thể là nó tăng lên nữa đó mấy em, nhưng mà mình lấy cái số liệu theo cái sách ha. Vậy thì coi như là dân thành thị đang thu hút cái số người đang làm lao động. Rồi, như vậy coi như là xu thế hiện nay tỷ lệ người sinh sống trong các đô thị ngày càng tăng đó, trong khi cái tỷ lệ người nông thôn giảm dần. Đó là câu, là hỏi trả lời của bạn bạn mới vừa rồi đó, bạn Hào đó. Gọi em sao mà số 2 là đô thị hóa và các siêu đô thị. Đô thị hóa, các siêu đô thị. Nhận ơi. Rồi. Bây giờ ở đây có một câu hỏi nè. Em hiểu thế nào là đô thị hóa? Cái từ hóa là biến đổi đó không em? Vậy là thế nào là đô thị hóa? Em nào? Em Phụng. dạ thưa thầy là theo em hiểu là đô thị hóa là các vùng nông thôn đang phát triển thành những thứ giống như là đô thị. Đúng, đô thị hóa là nông thôn đang phát triển lên là thành những cái đô thị. Tất nhiên là thay vì nó nông thôn nhưng mà nhà cửa từ từ nó dày đặc, nó nhiều lên là nó thành đô thị. Chúng ta hiểu cách nôm na nó như thế là cũng đúng đó em. Đây là cái câu trả lời nè. Đô thị hóa là quá trình biến đổi về phân bố các lực lượng sản xuất, bố trí dân cư,
Đó, tuy nhiên là cái số người ở cái số người ở trong cái nông thôn càng ngày nó tăng lên, nó nhiều lên, hoặc là cái đô thị nhỏ nó trở thành cái đô thị lớn. Đó là coi như là như cái bạn vừa trả lời đó. Rồi mấy em dựa vào cái mục 2 đó trong sách giáo khoa, em hãy cho biết là đô thị xuất hiện trên trái đất từ thời kỳ nào? Câu thứ nhất. Có nào không? Phụng nữa. Phụng nói đi. Dạ thưa thầy, là theo em là đô thị xuất hiện trên trái đất vào thời cổ đại. Vào thời cổ đại, đúng. Rồi đô thị phát triển mạnh khi nhất khi nào? Cũng dựa vào sách giáo khoa đó em. Rồi, em gì phát biểu đó? Em Minh Đức. Đức Minh vậy đó. Em tên Minh Đức thầy. Rồi rồi. Dạ thưa thầy, đô thị phát triển mạnh nhất là vào thế kỷ 19. Giờ thế kỷ 19, hai bạn đều trả lời tốt ha. Đây, câu thứ nhất là đô thị xuất hiện vào thời cổ đại nè. Xuất hiện ở các nước như là Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, La Mã. Ha, lúc đó thì người ta đã có trao đổi mua bán với nhau rồi, trao đổi hàng hóa rồi. Rồi câu thứ hai em Đức Minh trả lời nè, đô thị là phát triển mạnh vào cái thế kỷ 19 nè. Là lúc đó là coi như là công nghiệp ở trên thế giới nó phát triển ha. Vậy thì giờ là từ thế kỷ 18 đến nay tỷ lệ dân số đô thị trên thế giới đã có những biến động như thế nào? Em ở đây coi như là hồi nãy có bạn trả lời rồi đó, nhớ cái bản nãy không? Là coi như là cái tỷ lệ coi như là dân đô thị từ là ít mà nó tăng lên đó mấy em. Hồi nãy theo cái bản lúc trước bạn đã trả lời đó, ở đây ta ghi là từ 5% mà nó tăng lên là 46% năm 2001. Hồi nãy là mình năm 2000 là 45, mà giờ là nó 46 ha, nó hơn 9 lần so với là coi như là trước kia. Rồi giờ em ghi cái câu này vô. Đô thị hóa là xu thế tất yếu của thế giới. Rồi số dân đô thị trên thế giới ngày càng tăng. Hiện thì có khoảng là một nửa dân số thế giới sống trong các đô thị đó. Hồi nãy mình có làm chỗ cái bảng nãy cái bảng ở phía trước rồi đó. Nếu em nào ghi chậm thì mình chụp cái màn hình lại, chụp màn hình lại. Rồi mình một lát mình ghi cũng được. Tại hồi nãy do cái máy thầy nó trục trặc, thầy vô trễ hết mấy phút rồi, 7 8 phút. Nhắc lại nghe mấy em, ghi cái câu số 3 vô luôn nghe mấy em. Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng trở thành siêu đô thị. Cái câu này thì chúng ta chưa có giảng nhưng mà một lát nữa thì mình sẽ nói sau, ghi luôn đi, sẵn ghi luôn đi. Em nào có giơ tay phát biểu thì em nhấn vô cái nút giơ tay nghe thầy mới thấy nha.
chứ mấy em giơ tay giống như ở trong lớp thì đâu có thấy được, thấy cái mặt em nhưng mà không có thấy cái tên, hiểu không? Nhấn vô cái nút giơ tay á. Rồi xong chưa? Dạ rồi. Rồi, thiên đô thị nè, cái câu thầy nói là câu nhiều đô thị phát triển nhanh chóng trở thành siêu đô thị nè. Và trở lại có câu hỏi như thế này. Em hiểu thế nào về cái thuật ngữ siêu đô thị? Siêu, em hiểu cái từ siêu không? Đô thị là khác cái từ siêu, giống như là siêu nhân. Siêu nhân gao rồi đó, gao xanh, gao đỏ rồi mấy em coi ở trong phim hoạt hình đó ha. Là coi như là cái nhân là người, siêu siêu là một người là như thế nào, rất tài giỏi đúng không? Coi trong siêu nhân đó là biết rồi đó, rất giỏi. Như vậy thì cái từ siêu đô thị là cái đô thị này nó như thế nào so với đô thị bình thường em nào? Em hiểu ra ngắn gọn thôi là cái siêu đô thị nó như thế nào so với đô thị bình thường. Giống như người siêu nhân thì nó sẽ khác với người bình thường, là người tài giỏi, rất tài giỏi. Vậy là siêu đô thị là sao? Có em nào giơ tay không? Em nào giơ tay nhắn vô cái nút giơ tay. Ngọc, Ngọc trả lời đi. Mở micro lên. Ngọc. Vậy là Đức Minh đi. Dạ thầy, theo em là siêu đô thị là những cái đô thị phát triển vượt bậc những cái đô thị khác. Ừ, mình hiểu ngắn gọn thôi, phát triển vượt bậc hơn các cái đô thị thường. Tuy nhiên là nó sẽ, phố xá nó sẽ lớn hơn, dân cư nó sẽ đông hơn. Đó, vậy thì bây giờ coi như là dân cư ở trong siêu đô thị là nó từ bao nhiêu người trở lên? Đó, trong sách giáo khoa có, em nào? Dân cư ở siêu đô thị là từ bao nhiêu người trở lên? Bảo Ngọc. Dạ, dạ thưa thầy là từ 12 triệu dân trở lên. Em nào có ý kiến khác? 12 triệu dân, em nào có ý kiến khác không? Nhất Trung. Dạ thưa thầy, theo em siêu đô thị là từ 8 triệu dân trở lên. 8 triệu chứ không phải là 12 nghe mấy em. 12 thì cũng là siêu đô thị đó, nhưng mà lỡ người ta 9 triệu rồi, 8 triệu rưỡi vẫn là siêu đô thị. Em nói tới 12 là nó quá nhiều. Đây, các siêu đô thị nè, nó siêu đô thị là coi như là nó từ 8 triệu dân trở lên. 8 triệu lên là siêu đô thị đó nha. Rồi tiếp tục quan sát cái hình 3.3. Hình 3.3 là trang 11 đó mấy em. Vậy là châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên? Em xem cái hình trả lời. Ở trong sách em cũng có, hoặc là xem cái hình ở trong cái máy của em cũng được. Đô thị nào nhiều nhất? Ấy quên, châu nào nhiều nhất? Phúc. Dạ thầy, châu Á là châu lục có nhiều siêu đô thị nhất. Rồi em đọc tên các siêu đô thị châu Á luôn. Dạ thầy là Bắc Kinh, Thiên Tân, Karachi, New Delhi, Kolkata, Mumbai, Tokyo, Osaka, Kobe, Thượng Hải, Manila, Jakarta. Bạn đọc thiếu cái đô thị nào mấy em? Seoul đúng không? Seoul của Hàn Quốc. Ví dụ như em đọc, thầy chỉ em đọc nè, ví dụ tôi đọc ở hàng trên, tôi đọc hết cái hàng trên này đi. Đó, đọc hết cái chợ này đi, xong người ta đọc, em đọc lộn xộn quá thành ra nó sẽ bị thiếu nha. Đừng có đọc lộn xộn mà đọc theo cái thứ tự, ví dụ từ trái qua phải, từ trên xuống dưới thì nó sẽ không bị thiếu. Nãy bạn đọc nó thiếu cái Seoul nè. Thiếu chỗ này. Nó đọc cũng được rồi nhưng mà nó còn thiếu ha. Rồi. Đây là cái câu trả lời. Châu Á là có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nè, như là bạn đọc đó, Bắc Kinh, nãy bạn thiếu Seoul nha. Giờ đọc luôn Seoul, Thiên Tân, Thượng Hải, Tokyo, Osaka, Kobe, Mumbai với là Jakarta. Rồi. Đây là một số cái siêu đô thị trên thế giới. Mumbai là của Ấn Độ nè, Tokyo của Nhật Bản, Thượng Hải của Trung Quốc, Seoul của Hàn Quốc nè.
Rồi ở bên châu Âu thì có Paris với London. Đây là Paris, cái tháp Eiffel nè ha. Rồi thủ đô London của Anh. Còn ở Mỹ là có cái Los Angeles, cũng là một siêu đô thị. Còn Lagos của nước Nigeria ở châu Phi. Rồi, giờ tới phần luyện tập. Chưa tới luyện tập, bây giờ em có nhận xét về sự phân bố các siêu đô thị trên thế giới? Vậy đương nhiên là qua cái hình nãy đó, em thấy là các siêu đô thị thường là phân bố ở đâu? Em nào? Bây giờ nó qua cái hình rồi, nhưng mà em vẫn xem hình ở trang 11, em trả lời được. Các siêu đô thị thường phân bố ở đâu? Mình coi cái vị trí nằm ở đâu, mình học rồi, coi nó gần cái gì. Phụng. Dạ thưa thầy, là em có nhận xét là sự phân bố của các siêu đô thị là thường ở các nước đang phát triển. Các nước đang phát triển. Nhưng mà thường nó phân bố ở ở gần cái gì em? Toàn. Dạ thầy, theo em là các siêu đô thị thường phân bố ở các nơi mà ven biển đó thầy. Đây nè, coi em coi lại nè. Đó. Ven biển nè, thấy không? Cặp mé biển nè. Cặp mé biển nè. Này là gần biển không nè, thấy chưa? Đó. Hoặc là cái cửa của các con sông lớn là các siêu đô thị là phân bố như thế. Rồi. Những siêu đô thị phân bố, các siêu nhận xét gì sự phân bố siêu đô thị trong những năm gần đây, các siêu đô thị trên thế giới là tăng nhanh ở các nước đang phát triển. Cái này là cái câu nói của bạn trước đó ha, nhưng mà nó phân bố ven biển thì mình đã thấy rồi đó. Vậy thì sự gia tăng tự phát các siêu đô thị nó có ảnh hưởng thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội các em? Cũng như là siêu đô thị mà nó tăng một cách tự phát, dân cư nó tập trung lại đó, nó làm việc nhiều đó, thì nó sẽ là ảnh hưởng thế nào? Ngọc. Dạ, Ngọc nói đi. Thầy. Dạ thưa thầy, là siêu đô thị và các cũng để lại hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, sức khỏe, giao thông, vân vân của con người đô thị. Em xin hết. Rồi rồi, bạn nói đúng. Rồi bạn trả lời tốt nha mấy em. Nếu mà những cái siêu đô thị tự phát nó sẽ ảnh hưởng đến cái như là cái đời sống người dân, như là gây ra là ô nhiễm môi trường, rồi gây ra cái như là cái nhà cửa thiếu thốn rồi nọ nè. Đây nè, thấy không? Xe cộ rồi chen chúc với nhau, rồi nhà cửa chật chội rồi vân vân. Đó, đó là những cái siêu đô thị tự phát. Rồi coi như là dân nông thôn nó sẽ kéo về đô thị hết, dân nông thôn rất là thưa thớt và làm việc ở nông thôn nó không có còn đông người như là trước kia nữa. Đó, nó sẽ thiếu cái người dân ở nông thôn. Đó. Vậy thì coi như là đây là cái ảnh hưởng tiêu cực và tích cực đây. Đó, tiêu cực là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Tuy nhiên là cái dân ở nông thôn sẽ đi đó, là thay đổi sự bố dân cư lao động nè, là dân ở nông thôn mình đi đến đô thị nhiều. Ở xóm em ít nhất cũng có là vài người, vài gia đình đi Bình Dương hoặc đi thành phố Hồ Chí Minh hay là Long An, Đồng Nai gì đó để làm, thì cái đó là nó thay đổi cơ cấu dân cư. Rồi tiêu cực là nông thôn nó mất cái nguồn lao động nè, thấy không? Rồi nạn thất nghiệp, nghèo đói rồi vân vân. Thì cái đó chúng ta hiểu thôi, ta không có ghi gì cả. Rồi tiếp theo. Đây là cái gợi ý để cho chúng ta nói nè, nói từ cái cục A qua cục B. Vậy là quần cư nông thôn nó sẽ nói với, là ở đây nó có 5 câu trả lời, quần cư nông thôn sẽ nói với cái gì em nào? Tại giờ mình học rồi đó. Rồi em, bạn nào giơ tay? Phụng. Dạ thưa thầy, là quần cư nông thôn là em nói với là dân cư thưa thớt. Rồi, rồi. À, nhà cửa gắn với ruộng vườn sông nước.
nhà cửa gắn với ruộng vườn sông nước, đúng ha. Cái này nè, nói với cái này nè, nói với cái này nè, và đúng ra phải có cái hiệu ứng mà thầy là chưa có làm hiệu ứng ha, nhưng mình nhìn mình biết rồi. Rồi quần cư đô thị em nói luôn đi Phụng, nói với gì? Dạ thưa thầy, là quần cư đô thị là nói với là nhà cửa san sát. Rồi đây, sản xuất đây, sản xuất công nghiệp dịch vụ mật độ dân số cao. Rồi sản xuất công nghiệp dịch vụ mật độ dân số cao, đúng ra nó có cái hiệu ứng chỉ qua nhưng mà thầy chưa có, thầy quên làm rồi. Rồi do nó cũng trễ giờ ha, bây giờ cái trò chơi nhanh nữa thì coi như là chúng ta khỏi làm mấy em, bỏ qua này đi, giờ chúng ta tiếp tục cái bài tiếp. Giờ mấy em nghỉ giải lao khoảng 10 phút đi ha, nghỉ giải lao khoảng 10 phút uống nước rồi đi, rồi lát nữa qua cái bài bài 4.